Đúng 12 giờ ngày hôm qua ngày 6 tháng 8, mẫu giấy đi đường mới theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chính thức được áp dụng cho người dân khi ra đường lưu thông qua các chốt kiểm soát trong thời gian giãn cách xã hội. Chốt kiểm soát dịch trên tuyến đường Lê Trọng Tấn thuộc địa bàn phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ngay khi hiệu lực của mẫu giấy đi đường mới được áp dụng, phần lớn người dân và phương tiện qua chốt đều xuất trình được giấy đi đường mới đúng với quy định. Từ trước đó, công an và các lực lượng có liên quan đã tăng cường nhắc nhở, tuyên truyền để người dân hiểu rõ và chủ động liên hệ với chính quyền địa phương cấp giấy đi đường mới. Làm việc trên địa bàn quận Cẩm Lệ, chị Trần Thanh Tâm đã được công ty làm giấy đi đường mới từ rất sớm. Thành phố đưa ra những cái trường hợp, những chính sách như thế này thì em nghĩ sẽ chắc chắn và sẽ ngăn dịch được nhiều hơn. Khắc phục những sơ hở của giấy đi đường cũ, mẫu giấy đi đường mới không còn để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tự ý cấp tràn lan, mà đưa vai trò của chính quyền địa phương vào nhiệm vụ giám sát và quản lý chặt chẽ theo đúng quy định mà chỉ thị 05 đưa ra trong thời gian cách ly toàn xã hội. Mặc dù phải thay giấy đi đường mới, nhưng người dân thành phố đều rất đồng tình ủng hộ, xem đây là biện pháp hiệu quả kiểm soát chặt hơn số người dân ra đường. Cũng sàng lọc ra nhiều các doanh nghiệp. Ví dụ như doanh nghiệp mà thật chất là cần thiết thì họ sẽ cho đi làm, đi hoạt động. Còn những doanh nghiệp mà không cần thiết thì họ sẽ không cấp giấy. Tổ công tác cũng mong muốn người dân hãy chấp hành các chỉ thị 05 của thành phố và hãy tuân thủ đúng theo các mẫu giấy hướng dẫn của thành phố đã đưa ra để cho cái công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố được đảm bảo tốt. Đà Nẵng đang có những tín hiệu tích cực khi số ca nhiễm COVID-19 đã bắt đầu giảm và kiểm soát được. Việc đưa giấy đi đường mới vào áp dụng đã góp phần ngăn chặn những hành vi lạm dụng, giả mạo giấy đi đường, ra đường không rõ lý do, không đúng mục đích, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ số người và phương tiện qua các chốt trong thời gian tới.